Hello, xin chào tất cả các anh chị em và những người bạn của Linh. Xin chào top 5% dân số nhanh nhất hành tinh cập nhật thông tin về Skyway. Trời, tự nhiên hôm nay lại quên mất hết những cái gì cần nói rồi. Sorry anh chị em, Linh vào muộn một tí. Xin chào tất cả các anh chị em và các cô chú đang theo dõi live của Linh. Đây là chương trình livestream lúc 20:30 hàng ngày của Linh để cập nhật cho tất cả các anh chị em những thông tin nhanh nhất, mới nhất liên quan đến tiến trình phát triển của tập đoàn Skyway. Đầu tiên thì cho Linh gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em và cô chú bởi vì là đã xem live của Linh. Có một số lý do mà anh chị em nên xem live của Linh thì như sau. Thứ nhất, Linh là một cổ đông của tập đoàn Skyway. Chính vì thế Linh biết được đâu là nguồn thông tin chuẩn để gửi đến anh chị em. Lý do thứ hai, Linh là người đã trực tiếp sang công viên chuyển giao công nghệ của Skyway ở tại Sara. Nhờ Linh biết được ở bên đấy cô đang xây dựng hay không và sự thay đổi diễn ra như thế nào. Lý do thứ ba, thì những thông tin mà Linh cập nhật cho anh chị em là những thông tin nhanh nhất, mới nhất và mang tính chất thời sự. Bởi vì cứ sau một ngày thì Linh sẽ tổng kết lại thông tin và gửi đến anh chị em nhé. Sự xuất hiện trong livestream của Linh thì Linh có một câu slogan đó là Linh không vẽ một tương lai màu hồng mà Linh chỉ cho anh chị thấy thực tế. Tất bất cứ thông tin nào mà Linh nói ra thì đều đã được trích dẫn Linh chuẩn nguồn và đều đã được kiểm duyệt nhé anh chị em. Hello, xin chào anh chị em. Chú Thuận Nguyễn, cô Nguyễn Dung, anh Quang Minh Vũ, chị Ngô Huyền, chị Nguyễn Trinh, anh Trịnh Thái, em Phi Hoàng, A Công, chú Nguyễn Giáp. Các cô chú mà không bảo cháu là cháu gọi hết là anh chị đấy. Hello anh Minto ạ, xin chào em Phi Hoàng. Xin chào các tài phiệt đô la đẹp trai của Skyway nhé. Chị Hồng Quyên, hello, xin chào anh chị em. Anh Nguyễn Đình Huy Hoàng. Trong thời gian anh chị em vào thì Linh sẽ nói sơ qua về việc đầu tư Skyway như thường lệ nhé, để cho những anh chị em chưa đầu tư và những anh chị em mới đầu tư có thể nắm rõ hơn. Thì đầu tư vào Skyway là anh chị em đang đầu tư và nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp và phát triển, tên là Skyway. Và khi anh chị em nắm giữ cổ phần của tập đoàn Skyway thì anh chị em sẽ trở thành cổ đông của tập đoàn, hưởng đầy đủ quyền lợi của một cổ đông. Đó là thứ nhất, được chia cổ tức khi công ty làm ăn có lãi sau mỗi một năm. Thứ hai là khi mà công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thì chúng ta sẽ được phép là bán đi một phần hoặc toàn bộ cái lượng cổ phần của mình đấy, và nhận về cái lượng chênh lệch tiền vốn rất là lớn. Cái quyền lợi thứ ba, quyền lợi thứ ba đó là chúng ta sẽ được thừa kế lại cho con cháu khi mà sở hữu cổ phần, bởi vì cổ phần là tài sản. Chú Nguyễn Giáp cho bảo là chú gần 60 rồi, con chú bằng tuổi cháu. Tại vì là cháu không có nhìn rõ mấy cái ảnh nên là cháu cứ ấy thôi, nhìn các cô chú trẻ quá là không biết đâu mà gọi, cứ toàn gọi anh chị thôi. Chào, phải là chị Lê Như Ngọc đúng không nhỉ? Chị Loan Giáp. Hello Linh và những người bạn. Đúng rồi chị. Ok, đấy là quyền lợi cơ bản của một cổ đông khi đầu tư vào bất cứ, nắm giữ bất cứ một cổ phần của doanh nghiệp nào thì đều có cái quyền lợi cơ bản như thế. Và tập đoàn Skyway là gì? Tập đoàn Skyway là một tập đoàn chuyên về công nghệ giao thông vận tải thông minh đột phá 4.0. Sản phẩm là bánh xe thép chạy trên đường dây thép, tức là những cái sản phẩm mà vận chuyển hành khách và hàng hóa và đi ở trên cấp độ 2, tức là cách mặt đất từ 15 cho đến 30 mét. Thôi đổi cái nhạc này đi, nghe cái nhạc này không nói được. Quen nhạc cũ rồi anh chị em ạ. Đây nó mới là phông nền này. Chúng ta tiếp tục câu chuyện về Skyway.
Skyway với cả chủ tịch của tập đoàn Skyway là ngài nhà khoa học ngài Anatoly Zhunikki. Ông này là người Belarus, có hơn 200 bằng sáng chế và rất là nổi tiếng trong giới những nhà khoa học. Chúng ta là không phải là nhà khoa học nên là đôi khi là các anh chị em chưa biết, nhưng những ai mà đã đầu tư Skyway thì đều biết rất rõ và đều rất yêu thương ngài chủ tịch của chúng ta, đó là ngài Anatoly Zhunikki. Ngài Anatoly Zhunikki thì đã nghiên cứu công nghệ đường giao thông vận tải cao tốc này là từ những năm 1977 cho đến bây giờ. Và đến năm 2013 thì ông ấy bắt đầu gọi vốn và thành lập công ty và bắt đầu gọi vốn trên quy mô toàn cầu. Đấy, thì là Skyway có 10 năm giai đoạn gọi vốn để phát triển. Hiện tại đang là giai đoạn 14 và đến ngày kết thúc ngày 21 tháng 6 này thì sẽ chuyển sang giai đoạn 14.2. Tức là trong giai đoạn 14 thì nó có những cái giai đoạn nhỏ và kết thúc giai đoạn 14.1 để chuyển sang giai đoạn 14.2. Đồng nghĩa với việc là cái giá trị cổ phần tăng lên. Và anh chị em sẽ đầu tư cùng một lượng tiền nhưng mà lại nhận được ít cổ phần hơn nha anh chị em. Và Skyway thì sắp kết thúc cái quá trình gọi vốn rồi. Họ đã bắt đầu làm trở thành một công ty trưởng thành, đã khởi nghiệp thành công và sản phẩm đã bắt đầu được xây dựng ở trên toàn cầu, tức là được thương mại hóa trên quy mô toàn cầu. Hello anh chị em. À, con xin chào cô Nguyễn Hợp. Tập đoàn Skyway thì hiện tại là đã và đang chứng minh cho các nhà đầu tư cũng như là toàn thế giới thấy về cái mức độ tiềm năng cũng như là cái độ thành công của mình. Đặc biệt là đối với các nhà đầu tư thì họ quan tâm xem là mình đầu tư vào Skyway thì có cái mức độ thành công lớn hay không. Đây chúng ta cùng phải phân tích để xem là nó có ok không. Rồi. Trong khi chờ anh chị em thì là Linh sẽ phải uống thêm nước. Mùa hè đến rồi anh chị em ạ. Nhìn phải uống nhiều nước. Mà mùa nào cũng thế cũng phải uống nhiều nước. Anh Công bảo là vừa có thông tin là giai đoạn 10 năm rất có thể là Skyway sẽ không gọi vốn cộng đồng nữa nha mọi người. Vâng, chính xác luôn. Cô Đặng Thanh, cô chào con gái và các nhà đầu tư thông minh nhé. Con chào cô Đặng Thanh. Xin chào chị Thiện Mỹ Hoàng. Hello tất cả các anh chị em. Cô Trần Hương, cô chào Linh. Chào cả nhà Skyway nhé. Hôm nay có gì mới không Linh? Hôm nay có nhiều cái mới lắm cô. Skyway thì gần như hôm nào chẳng có cái mới. Chào anh Bùi Chí Tình nhé. Anh Bùi Chí Tình có cái avatar đẹp thế. Đầu tiên nói về thông tin mới thì Linh sẽ ấy nhé. Xin chào chị Thiên Kim, chị Thanh Thảo, chị Trang Nguyễn. Linh sẽ lấy link cho anh chị em trước. À, chưa quên chưa chia sẻ trên Facebook. Để chia sẻ có nhiều anh chị em lại không xem được. Chúng ta lại bắt đầu tiệc hội bàn đào của chúng ta. Các anh chị em của chúng ta lại bắt đầu trà đạo với nhau đúng không ạ? Mỗi buổi tối. Đây, chúng ta sẽ thông báo cho anh em biết rằng là chúng ta đang live stream. Hello chị Thị Nhàn Vũ. Hello anh Tống Đức Cương. Hello chị Nguyễn Hòa.
Thì tớ sẽ thông báo cho anh em biết là chúng ta đang đàm đạo. Để anh em cùng vào và nó không cả cho em chia sẻ lên nhóm luôn này. Bọn Facebook là buồn cười nhỉ. Chào chị Vinh Vinh. À chị Vinh hay anh Vinh Vinh nhỉ? Tại vì là chúng ta cứ để ảnh đại diện không phải của mình mà để của người thân nên thành ra là Linh cũng không biết hết được. Anh Công bảo là giai đoạn 15 vẫn có nhưng không gọi vốn nữa, giai đoạn 10 năm nữa mà chỉ thực hiện cái công việc cho thương mại mạnh mẽ trên thế giới thôi. Vâng, chính xác rồi. Thế nên là cái cơ hội mà anh chị em nắm cổ phần ấy là sắp hết rồi. Bây giờ mà còn không nắm cổ phần của Skyway đi. Ow, come on. Nó không cho mình chia sẻ luôn. Tao chia sẻ bằng được cái thôi nhá. Các em đừng có đùa. Đấy. Em đã bảo chia sẻ được là phải chia sẻ được, đúng không? Để cho anh chị em còn vào. Chào chị Hoa Huyền. Anh chị em đã chuẩn bị sẵn trà nước để chúng ta bắt đầu gọi là cuộc trà đạo của chúng ta mỗi tối chưa? Anh Công bảo là vì khi đã tự cấp vốn thì tự cấp vốn được thì ở giai đoạn 10 năm chúng ta sẽ không cần phải gọi vốn nữa. Cái lúc mà xây các dự án mục tiêu cụ thể thì không có anh chị nào hỏi Linh là dự án mục tiêu cụ thể là gì. Thì dự án mục tiêu cụ thể là cái dự án mà chúng ta xây thực cho khách đi ấy. Xây thực cho khách đi. Xây để chở hàng hóa. Thì gọi là dự án mục tiêu cụ thể. Đấy. Và khi mà nó xây dựng dự án mục tiêu cụ thể thì tức là cái bên mà đề xuất chúng ta xây đấy thì họ là phải cấp vốn cho chúng ta rồi. Họ phải cấp vốn cho chúng ta thì chúng ta mới xây dựng được chứ. Đấy, khi đấy chúng ta có vốn rồi chúng ta sẽ không cần gọi vốn từ các cổ đông nữa. Chúng ta sẽ không phải bán cổ phần với giá thấp nữa. Đấy. Và đồng nghĩa với việc là anh em chúng ta là không được nắm cổ phần với giá ưu đãi, mà chúng ta sẽ chỉ lúc đấy chúng ta chỉ còn chờ lên sàn để mà chúng ta mua cổ phần với giá cao thôi. Cái ngày đầu tiên IPO ấy, cái ngày đầu tiên IPO là giá vẫn được ngon lành, nên là anh chị em nào mà bị trượt cái lúc này ấy thì có thể dành tiền đến cái lúc đấy để anh chị em đầu tư thêm. Nhưng mà chúng ta đừng nhá, chúng ta đừng để bản thân mình đến lúc đấy nhá. Chúng ta đầu tư sớm đi. Chúng ta đầu tư sớm đi để chúng ta được hưởng cái ưu đãi sớm. Chứ chờ đến lúc đấy một đô trên một cổ phần chúng ta mới đầu tư thì lúc đấy là hơi bị ấy đấy. Hơi bị chưa được tiết kiệm đâu. Ok, Linh sẽ sáng cho anh thông tin mà Linh muốn nói với anh chị em ngày hôm nay. Đó là ngày hôm nay thì bên phía Trung Đông, bên phía SRTIP, tức là trung tâm đổi mới công nghệ ở tại Dubai, thì đã liên tục đăng liên tiếp hai video nói về công nghệ Skyway của chúng ta. Và Linh sẽ lấy link cho anh chị em luôn. Nó có sách Mac có chứng. Cái video đăng trước này là cái video xuất hiện ở trên tờ The National. Đây là tờ báo tiếng Anh nổi tiếng ở Trung Đông. Nói về công nghệ Skyway. Con chào cô Cúc Bùi. Chị giao cô út nhỏ bảo là 21 tháng 6 là kết thúc gọi nhân đôi của em. Không phải kết thúc nhân đôi mà là chuyển giai đoạn chị ơi. Chuyển giai đoạn. Tức là chuyển từ giai đoạn phát triển 14.1 sang 14.2. Thì giá cổ phần sẽ tăng. Giá cổ phần trong mỗi gói đầu tư sẽ tăng. Còn nhân đôi thì vẫn được áp dụng. Nhân đôi thì vẫn được áp dụng nha anh chị em.
Thì trong cái video đầu tiên mà chúng ta xem này, Linh và Giáng Linh cho anh chị em đấy, thì là những con tàu Skyway chạy thật ở bên phía Trung Đông. Và các phóng viên thì đã đến đây và đi thử, đồng thời tìm hiểu kỹ về cái việc hoạt động của nó cũng như là cái việc điều hành nó. Họ đã đi thử và rất là khen ngợi công nghệ của chúng ta. Linh đang gửi cho anh chị em cái link video ở trên trang Sora Research Technology and Innovation Park. Thì đây là viết ở đây là cái từ viết dài, còn cái từ viết tắt thì đó là SARTIP, SARTIP. Chào cô, à cô Lương Vân, là cô Lương Vân. Chị Hoa Đỗ bảo là tận dụng gói nhân 2, còn chờ lên sàn 1 đô thì không có tiền để mua được cổ phần nữa, chả thế. Chờ 1 đô làm sao mua được? 1 đô là để sở hữu 1 triệu cổ phần là đã mất 1 triệu đô, tức là 24 tỷ rồi. Làm sao mà đầu tư được? Nên là mình phải mua sớm đi, đầu tư sớm đi. Cái lúc này có 240 triệu được gần 1 triệu cổ phần thì không đầu tư. Đến cái lúc mà người ta về cái định giá 1 đô một cổ phần thì bỏ ra 24 tỷ để sở hữu 1 triệu cổ phần, đúng không? Thời với cái nhanh nốt cái chậm. Hello chị Elizabeth. À chị Elizabeth Trần. Đây là cái video đầu tiên nha anh em. Ôi dồi ôi, Trung Đông của nó nhiều lắm. Đây Linh sẽ dán cho anh chị em cái video tiếp theo. Video này nghe em hay chứ. Trời ơi, nói về công nghệ Skyway liên tục luôn. Nhắc về công nghệ Skyway liên tục luôn. Và là dự án mục tiêu cụ thể, tức là một cái dự án ở tại một địa điểm duy nhất, và những ai có đầu tư vào dự án mục tiêu cụ thể thì chỉ được hưởng cổ tức từ riêng dự án đó. Còn góp vốn để xây dựng công ty như chúng ta thì chúng ta là khác so với cái dự án mục tiêu cụ thể, thì chúng ta là góp vốn để làm tất cả mọi công việc liên quan đến Skyway, tức là chúng ta nắm giữ cổ phần của một tập đoàn. Còn khi mà một cái dự án mục tiêu cụ thể thì anh chị em mình dung giống như là mình chỉ thu tiền vé xe của một cái đoạn đường thôi. Tự nhiên nó làm sao mà bằng cổ phần của một tập đoàn được, đúng không? Doanh thu làm sao mà có thể như thế được. Vâng, chào anh Thái Nhân. Nhiều tin quá, liên tục nhắc về Skyway luôn. Cái video mới thì Linh đã đăng cho anh chị em ở trên trang Facebook của Linh rồi. Và những anh chị em ở trên YouTube ấy mà muốn xem ấy thì nhấn vào cái phần mô tả, thì là sẽ thấy Linh để ở dưới cái phần mô tả đấy là có hai cái link video để anh chị em tìm và anh chị em kích vào link đấy để anh chị em xem là có đúng là Linh như Linh nói hay không, và anh chị em cũng biết được luôn là công nghệ Skyway là công nghệ như thế nào. Mình có biết, mình thấy được rằng là nó đang chạy thật ở bên Trung Đông như thế. Đấy. Và đây là những cái video mới nhất. Đây là những video mới nhất từ bên phía Trung Đông họ cung cấp. Đây là từ phía bên phía đối tác, từ bên phía công viên phát triển, cái khu nghiên cứu và phát triển công nghệ mới của Trung Đông, chứ không phải là bên tập đoàn của chúng ta đăng. Đấy, chúng ta đây là bên phía đối tác của chúng ta đăng. Nên là anh chị em cần biết cái điều đấy để chúng ta biết được rằng là công nghệ của chúng ta vẫn đang xây dựng và vẫn đang được rất là nhiều những đối tác lớn quan tâm, đối tác quan trọng quan tâm. Đấy, chứ không phải chúng ta nghe người nọ người kia nói thì là chúng ta lại làm sao, chúng ta lại bị mất niềm tin. Thực ra nha anh chị em, những người mà bảo anh chị em đừng có đầu tư Skyway đấy,
là thực ra họ đang răng bẫy anh chị em. Để làm gì? Để anh chị em không nắm giữ được cổ phần Skyway và để cho họ một tay họ thâu tóm hết cổ phần Skyway. Nhớ, chúng ta phải thận trọng với những người mà bảo chúng ta là đừng có đầu tư Skyway, nó lừa đấy. Để chúng ta phải thận trọng với những đối tượng như thế. Nha anh chị em. Hello chị Thanh Thảo. Chúng ta phải thận trọng với những đối tượng như thế. Thế thì ngày hôm nay cái tin mới nhất đó là ở bên phía Trung Đông thì liên tục đăng những cái video mà giới thiệu về công nghệ Skyway của chúng ta, và liên tục trong những cái phiên họp online hay là offline, tức là họp trực tuyến hoặc là gặp mặt trực tiếp, thì họ đều nhắc đến công nghệ Skyway của chúng ta như là một trong số những công nghệ sáng chói nhất để phát triển nền kinh tế khu vực, phát triển đời sống của người dân. Đấy, họ xây thành phố thông minh thì họ phải có giao thông thông minh, đúng không? Nên là họ rất là đề cao Skyway. Còn ngày hôm nay thì là Linh muốn chia sẻ kỹ hơn với anh chị em về cái về cái sách lược, đó là chiến thuật bắt giặc phải bắt vua. Đấy, chị Thanh Thảo bảo là dễ dụ quá hé, kêu đừng đầu tư Skyway. Kêu đừng đầu tư Skyway để sao? Để họ đầu tư đấy, để họ nắm giữ cổ phần đấy. Nên là đừng có sập bẫy người ta. Nên là anh chị em phải tỉnh táo lên, để mà biết được rằng đây là cái cơ hội của mình, đây là cơ hội tuyệt vời, cơ hội tốt để mình nắm giữ tài sản. Thì nghe người ta nói một cái như thế là ôi dồi ôi, là bắt đầu là sợ, đúng không? Là không đầu tư nữa. Anh chị em không đầu tư thì người ta đầu tư. Đấy. Và chiến thuật bắt giặc phải bắt vua bắt đầu từ đâu, bắt nguồn từ đâu? Thì tam thập lục kế, trong tam thập lục kế, cái kế để chiến thắng, một trong những kế để chiến thắng đó là kế bắt giặc phải bắt vua. Binh pháp tôn tử, 36 kế, trong đây có kế bắt giặc phải bắt vua. Chị Thị Nhân Vũ chỉ bảo là phải tỉnh táo lên. Chính xác rồi, phải tỉnh táo lên. Hello chị Lan Anh. Vâng, cô chú nào, anh chị nào mà đọc binh pháp tôn tử thì là đây là cái kế thứ 18. Kế thứ 18 bắt giặc phải bắt vua. Kế thứ 18 bắt giặc phải bắt vua. Và cái vấn đề này thì nó liên quan gì đến cái câu chuyện đầu tư Skyway của chúng ta? Chúng ta sẽ phải nhìn nhận xem, trong một cuộc đầu tư, trong khi mà chúng ta sở hữu chúng ta có tiền và chúng ta mang đi đầu tư, làm thế nào để chúng ta thắng, đúng không anh chị em? Thì ra chiến trường và để thắng thì chúng ta buộc phải có chiến thuật. Và chiến thuật của chúng ta trong cái khi mà chúng ta đầu tư này, đó là chiến thuật bắt giặc phải bắt vua. Trong vô vàn những cái sự lựa chọn thì chúng ta phải lựa chọn một cái thương vụ đầu tư nào đó để nó đem lại cái sự chắc thắng của chúng ta, đúng không anh chị em? Thì tại sao lại bắt giặc phải bắt vua? Là ví dụ ông vua đương nhiên rồi, đây là cái nghĩa hàm ẩn. Vua là người cầm đầu thì chỉ cần đánh vào vua thôi, tóm được vua thôi là kết thúc chiến tranh, đúng không? Là thắng rồi. Đấy, thì trong đầu tư và kinh doanh chúng ta cũng như thế. Trong vô vàn những sự lựa chọn thì chúng ta sẽ phải lựa chọn xem thương vụ đầu tư nào là thương vụ ok nhất để chúng ta có thể là dồn tiền, dồn lực, dồn sức, dành toàn bộ 500% công lực để chúng ta đầu tư và chúng ta gia tăng tiền, gia tăng tài sản cho chính bản thân mình, đúng không? Và đầu tư là đầu tư để thắng, và để thắng được thì là phải bắt vua, tức là phải chọn cái thương vụ tốt nhất để mình đầu tư. Chúng ta không nên đầu tư dàn trải, không nên đầu tư dàn trải nha anh chị em.
Thế thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào trong cái ngành giao thông vận tải của chúng ta, đi sâu một chút xem công nghệ Skyway của chúng ta có phải là một công nghệ ưu việt hay không, có phải là vua trong thế giới vận tải hay không, có phải là thiên hạ đệ nhất giao thông hay không. Còn đây còn biết đường mà đầu tư không, người ta lại bảo là đừng có đầu tư Skyway nhé. Thế là mình cũng thôi mình không đầu tư đấy, người ta bảo thế để mình không đầu tư, để người ta đầu tư để người ta giàu hơn mình đấy, để người ta thắng để người ta giàu hơn mình đấy. Thế là mình phải tỉnh táo lên, mình phải tỉnh táo để mình biết được đâu là cái thương vụ ngon lành, đâu là vua, đúng không? Yeah. Chú Giáp, chú bảo là chuẩn. Vâng, chuẩn luôn chú. Đây, thì bây giờ là chúng ta sẽ phải phân tích một chút về công nghệ Skyway xem không có phải là thiên hạ đệ nhất giao thông hay không. Đầu tiên thì phải kể đến đó là cái hệ thống giao thông của chúng ta. Đến bây giờ cái cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông của chúng ta thì nó đã đi vào lỗi thời rồi. Và có một cái vấn đề mà có đến rất nhiều vấn đề mà nó không giải quyết được. Thứ nhất đó là ùn tắc, thứ hai là ô nhiễm khói bụi, thứ ba là chi phí đội giá cao và xây dựng rất là mất thời gian, đúng không anh chị em? Lại còn tai nạn nữa. Thế nên là rất là nhiều những cái vấn nạn luôn. Thế thì ông Skyway có những ưu điểm gì và những lợi thế nào khiến cho ông Skyway trở thành thiên hạ đệ nhất giao thông? Chúng ta sẽ cùng comment. Anh em, hôm nay là ấy mà, chúng ta là đàm đạo mà, nên là anh em được bình luận thoải mái. Anh Công anh bảo là cái ly gián cũng là một kế khá là thâm hiểm của các đối thủ Skyway. Các đối thủ chỉ mong làm sao để mối liên kết giữa Skyway và nhà đầu tư bị rạn nứt. Cái ly gián, cô Phạm Hiền đúng không ạ? Anh chị Phạm Hiền ạ, chào MC, chào cả nhà Skyway. Thế bây giờ là Linh gặp nhiều cô chú với anh chị em quá là Linh quên hết rồi. Không biết là ai là cô hay là chị. Thì anh chị em cưa nhá, anh chị em và cô chú thì vào thì bảo là chào em Linh hay là chào cháu Linh, để Linh còn biết Linh phân biệt nhá. Linh sinh năm 92, năm nay Linh 21 tuổi. Chị Lan Anh bảo là em Linh trẻ mà có tư duy, có kiến thức và tầm nhìn tuyệt vời quá em. Em cảm ơn chị. Chị Thi Nhàn Vũ, chị bảo là đừng nghe những gì chúng nó nói mà hãy nhìn những gì chúng nó làm và phải tỉnh táo. Tỉnh táo, đúng rồi, tỉnh táo lên. Công nghệ Skyway là công nghệ thông minh đột phá thế hệ 4.0. Tức là mỗi con tàu của Skyway thì đều là một con tàu mà nó có một cái bộ não riêng. Nó nghĩa là cái hàm lượng chất xám ở trong con tàu của chúng ta nó rất là cao. Và trên thế giới này thì mới chỉ có một mình ngài Anatoly Junikki là sáng tạo được ra, phát minh được ra những con tàu với cái bộ não như thế này thôi. Với cái hệ thống điều khiển và với cái những cái hệ thống bên trong nó vô cùng là nó khó. Thì mới chỉ có một mình ngài Anatoly Junikki là phát minh được ra thôi. Đấy, thì với cái công nghệ là công nghệ thông minh trí tuệ nhân tạo 4.0 thì là chúng ta đang đi đầu công nghệ. Và nói một cách khiêm tốn thì chúng ta đang đi trước thị trường 10 năm. Đó là ngài Anatoly Junikki nói rất khiêm tốn. Còn như Linh thấy thì thực tế là nó hơn rất là nhiều so với những công nghệ khác. Nhiều năm hơn, đi trước 25 so với những công nghệ khác. Đầu tiên là đi đầu về công nghệ. Và cái thứ hai đó là cái tốc độ của chúng ta cũng đi đầu. Tốc độ của chúng ta có thể đạt đến 500 km/h và thậm chí là có loại hình vận tải đạt đến 1.250 km/h. Vận tải Hyperloop của chúng ta và sẽ được xây dựng thử nghiệm ở tại Abu Dhabi. Đây là một quốc gia ở Trung Đông nha anh chị em, đây là một quốc gia ở UAE. Nó ở cạnh Dubai, nó ở cạnh Sharjah.
Đấy, những quốc gia đấy thì thực ra nó gần nhau hết mà. Khu Trung Đông. Thì cái tốc độ đi đầu như thế, trong nội đô thì là có thể lên đến 150 km/h. Liên tỉnh thì lên đến 500 km/h. Và liên châu lục thì có thể lên đến 1250 km/h. Đấy, thì tốc độ rất là cao và nó sẽ giải phóng cái việc ùn tắc giao thông. Ùn tắc giao thông. Đấy, và đương nhiên rồi thì khi mà vận chuyển nhanh thì sẽ tiết kiệm thời gian khi mà chúng ta giao hàng hay là chúng ta vận chuyển hàng hóa này, và khi mà hành khách của chúng ta cũng thế thì đều di chuyển rất là nhanh thì sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Và cái dòng tiền nó sẽ quay vòng nhanh hơn để kích thích nền kinh tế phát triển nhanh hơn. Cái điều thứ ba đó là Skyway thì rất là an toàn, bởi vì nó sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận biết những cái vật cản. Trong quá trình di chuyển nếu như có vật cản thì nó sẽ ngay lập tức dừng lại và giữ một khoảng cách an toàn đối với cái vật cản. À, có một cái ví dụ thử nghiệm mà ngài Anatoly Zhukin thử cái con Unibird ấy. Mà ông gọi con Unibird là con cún ấy, tôi có một con cún ấy. Đấy thì anh chị em đã xem chưa? Anh chị em đã xem cái video đấy chưa? Nếu như mà chưa nhá thì anh chị em lên YouTube và anh chị em tìm kiếm là gì đây? Con cún Unibird. Con cún Skyway chẳng hạn, đây Linh thử tìm kiếm xem. Con cún Skyway. Ôi giời, ra ngay cái bạn gì đây, ra ngay mặt mình luôn. Cho anh chị em xem. Đây, tìm con cún Skyway thì ra ngay bạn này là Unibird, chú cún thông minh Unibird này. Nhận biết con người này, bạn này xem của bạn này cũng được này. Còn đây, ôi giời ơi, Linh đấy, anh em. Tìm ngay ra mình. Nhưng mà kênh đấy không phải là của Linh nhá, kênh đấy không phải là của Linh. Kênh của Linh là Gia Linh Skyway. Thì cái kênh này trước đây là họ hay lấy video của Linh để đăng lên, nhưng bây giờ thì đã bị Linh cấm rồi, cấm tiệt rồi. Không được đăng video của Linh nữa. Anh chị em có thể tìm thử độ thông minh tàu Skyway. Thử độ thông minh tàu Skyway. Xem của trí tuệ Minh ấy, của trí tuệ Minh thì là thì là ok. Đây này, ở đây tìm thử độ thông minh của tàu Skyway thì nó ra của anh thương vụ tỷ đô Skyway này, rồi anh Trường Giang Skyway này. Đấy, nhiều lắm. Trời ơi, lên tìm Skyway cũng mà đầy. Thì là mình sẽ xem được cái ngài Anatoly Zhukin là thử cái độ thông minh của con cún như thế nào. Hoặc là anh chị em vào luôn cái trang của chị Bùi Tuệ Minh ấy. Anh chị em lên YouTube tìm Bùi Tuệ Minh thì là có rất nhiều video và anh chị em sẽ tìm được rất là nhiều thông tin liên quan đến Skyway của trang chị Bùi Tuệ Minh. Anh Bùi Chí Tình bảo là giặc trên toàn thế giới. Bắt giặc phải bắt vua, tức là chúng ta đầu tư, chúng ta kinh doanh thì là chúng ta phải chọn thằng nào là vua để mà đầu tư. Ông nào là vua, ông thương phụ nào là vua mình đầu tư thì mình mới thắng được. Chứ không phải là đầu tư vào Skyway thì chúng ta đi bắt giặc. Không phải, Linh đang nói với anh chị em về cái cách đầu tư. Là khi mình đầu tư để thắng thì mình phải đầu tư vào ông nào để mà mình thắng. Và bây giờ thì Linh đang phân tích cho anh chị em về những cái ưu thế vượt trội của ông Skyway, để anh chị em thấy được rằng là cái giá trị kinh tế của ông Skyway như thế nào, đầu tư có thắng được hay không, có hợp với cái xu thế phát triển của thế giới hay không, hay là ông đi ngược lại với cái xu thế. Chứ không phải là kêu gọi anh chị em vào đây để bắt giặc. Anh chị em lại hỏi giặc đâu. Ok, anh chị em rất là hài hước.
Rồi, an toàn. Thì mỗi một con tàu Skyway nó có một cái bộ não và nó có thể suy nghĩ, một bộ não để suy nghĩ. Đấy là nó nhận biết được vật cản và nó đi trên không, nó đi trên cao, nó đi một mình một đường. Nên là nó không va chạm với bất cứ một ông nào bên dưới cả. Và thế là làm sao mà nó xảy ra tai nạn được? Nó lại còn thông minh không người lái thì nó không bị lệ thuộc vào con người, nó không buồn ngủ như con người. Nó không rượu chè như con người, nó không rượu bia đúng không? Nó không mải nhung nhớ bạn gái khi đang lái xe, hay là nhung nhớ bạn trai hay là chồng khi đang lái xe. Nên thành ra là nó không bị ảnh hưởng bởi những cái nhân tố đấy, thì nó đi nó rất là an toàn, nó đảm bảo tính mạng cho những hành khách trên xe. Đấy là đảm bảo cái độ an toàn rất là cao và đi trên cao nó không có va chạm gì với những phương tiện khác cả. Đấy, đảm bảo độ an toàn. Và cái việc xây dựng Skyway thì xây dựng rất là nhanh, nhanh hơn nhiều so với lại xây dựng những cái mô hình khác, mô hình đường truyền thống. Đấy, cái này nó xây dựng nhanh và cái chi phí của nó giảm, nó rẻ hơn rất là nhiều, rẻ hơn từ 5 cho đến 20 lần so với lại cái việc xây dựng mô hình giao thông cũ. Thế thì cái việc cắt giảm chi phí như thế này thì sẽ giúp cho nhiều quốc gia trên thế giới có khả năng tiếp cận và xây dựng nó. Nó đắt quá sao xây được, đúng không? Chúng ta, bản thân chúng ta cũng thế thôi. Cái nền kinh tế của một quốc gia nó cũng giống như là cái nền kinh tế của một cá nhân, của một gia đình. Nếu như mà kinh tế của chúng ta không cho phép, liệu chúng ta có dám chi những khoản lớn hay không? Chúng ta có tiền để chi tiêu những khoản lớn hay không? Đúng không anh chị em? Đấy, thế thì cái việc là chi phí giảm này sẽ giúp cho nhiều quốc gia có cơ hội xây dựng đường Skyway hơn. Chào em anh Ngọc nhé. Và nhiều quốc gia xây dựng thì cái quy mô ấy, cái quy mô nó có thể mở rộng trên toàn cầu. Mở rộng trên toàn cầu thì ai là người có được nhiều cái phúc lợi nhất, nhiều lợi nhuận nhất? Chính là những anh chị em cổ đông Skyway chứ còn ai nữa. Chứ chúng ta chính là những người mà nắm cổ phần của tập đoàn Skyway thì chúng ta sẽ có được nhiều cổ tức nhờ việc xây dựng trên quy mô toàn cầu. Nếu như mà chỉ xây dựng ở Việt Nam không thôi, hay là chỉ xây dựng ở Lào và Campuchia thôi, thì liệu chúng ta có được nhiều lợi nhuận từ việc xây dựng này không? Tự nhiên là không. Thế thì khi mà chúng ta xây dựng trên quy mô toàn cầu và xây ở đâu mình cũng có tiền, không phải xây Việt Nam mình mới có tiền nhá. Nhiều anh chị em thì bảo là ôi thế đến bao giờ nó mới xây ở Việt Nam, đến bao giờ mới có mặt ở Việt Nam. Thì xây ở Việt Nam hay không phải là vấn đề, mà vấn đề là nó xây ở đâu mình cũng có tiền. Xe đâu mình cũng có tiền, thế nên là anh chị em là khi mà nắm giữ cổ phần của nó thì sẽ rất ok. Cái tiếp theo đó là nó không gây hại cho môi trường. Nó không gây hại cho môi trường, nó sử dụng năng lượng điện mặt trời, năng lượng điện tái tạo, năng lượng điện tự sinh. Nghĩa là trong quá trình mà nó di chuyển thì nó cũng tạo ra điện. Đấy, nó cũng tạo ra điện. Và cái bí quyết để mà thu được điện từ cái việc là bánh xe thép chạy trên đường dây thép ấy, mà thu được điện ấy, thì là đây là một cái bí quyết mà cực kỳ là nó vừa bí mật nó vừa khó. Nó rất là khó luôn. Thế nên là Anthony Nicky thì đã làm được cái điều đấy. Đấy nên là chúng ta là rất là tuyệt vời, chúng ta có được một công nghệ như thế. Đâu ấy nhỉ? Không gây hại cho môi trường là sử dụng năng lượng sạch rồi đúng không? Thì đây chính là cái điều mà thế giới cần. Đây chính là điều mà thế giới cần. Thế giới cần chúng ta có. Thì là chúng ta có gì ạ? Chúng ta có tiền. Điều mà thế giới cần chúng ta lại có. Thì đương nhiên là chúng ta có tiền rồi đúng không anh chị em? Thế giới thì đang rất là cần những cái mà nó xanh sạch đẹp. Bởi vì như anh chị em thấy là chúng ta đang chìm ngập trong cái sự ô nhiễm, trong những cái rác thải. Hello anh Nguyễn nha anh. Trên đây là có chị Anh Tuyết này. Chị Anh Tuyết bảo là hứa hẹn hết dịch là sẽ bay ra thăm em á. Ok nhá chị.
Mà chị nói hết dịch là bao giờ hết dịch đó chị. Dịch này chưa biết khi nào hết nha. Vài năm nữa nó mới hết dịch thì sao chị? Rồi và tiếp theo là anh chị em thấy rằng là nó xây dựng được trong mọi địa hình. Nó xây dựng được trong mọi địa hình, chứ không cần phải đào sông lấp bể, không cần phải khoét sâu vào lòng núi. Đúng ạ. Không cần phải khoét sâu vào lòng núi như thế. Thế thì nó rất là thuận lợi. Rất là thuận lợi và nó càng cho anh chị em thấy được rằng là cái quy mô nó có thể mở rộng. Anh xây đâu cũng được. Không? Các chú muốn xây đâu anh xây được đâu chú. Đấy. Anh đi trên mọi địa hình luôn. Sông ngoài đồi núi anh đi được hết, đồng bằng càng dễ đi. Và cái việc sử dụng đất thì nó rất là tiết kiệm. Tiết kiệm đất đai. Không cần phải giải phóng mặt bằng. Đấy, không cần phải giải phóng mặt bằng đã làm cái việc mà nó tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian rồi. Tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian vì cái việc giải phóng mặt bằng đúng không? Đấy. Tiết kiệm đất nữa, tiết kiệm đất đai. Không nghĩa là chúng ta sẽ dành cái thời gian, chúng ta sẽ dành cái mặt đất để mà cho cây cối và thực vật này nó phát triển. Đấy. Chúng ta sẽ không lấp đi cái bề mặt trái đất. Bởi vì là chúng ta đang rất cần oxy. Chúng ta đang rất cần oxy. Nếu mà chúng ta cứ xây đường nhựa, xây đường bê tông rồi thì nó che hết đi tất cả mọi cái không gian để cho cây cối mọc đúng không? Thế thì trái đất càng ngày càng nóng lên. Và đi ở giao thông ở cấp độ 1 ấy thì càng ngày càng khiến cho cái việc là cái sự nóng lên của trái đất ấy, cái sự nóng lên của trái đất nó càng trở lên nó nặng hơn. Đấy. Thì mình phải đưa giao thông của mình lên đến cấp độ 2, vừa đi được nhanh hơn mà lại còn có cái không gian ở bên dưới cho cây cối nó mọc lên đúng không ạ? Chúng ta có nhiều oxy để hít thở hơn thì sức khỏe của chúng ta sẽ tốt hơn. Sức khỏe của chúng ta sẽ tốt hơn. Chúng ta thở oxy chúng ta thấy rất dễ đúng không? Những ai mà đi cấp cứu ấy mà được thở bình oxy đấy thì chúng ta sẽ thấy rất là dễ thở. Ai mà không cấp cứu mà được thở bình oxy thì cũng thấy dễ thở, chả nói đến người cấp cứu. Đấy, nên là chúng ta có rất là nhiều lợi thế khi mà chúng ta xây dựng được Skyway. Thế đấy mới nói là vì sao những người mà họ đầu tư Skyway rồi, họ tìm hiểu kỹ thì họ mới thấy được là công nghệ này, ôi sao họ yêu cái công nghệ này đến như thế. Đấy. Sao mình yêu công nghệ Skyway đến như thế, mình thấy nó tuyệt vời đến như thế. Trong khi những người ngoài kia thì người ta suốt ngày đả phá Skyway. Thực ra một trong số những cái nguyên nhân đả phá cũng là để sao? Để chúng ta đừng sở hữu cổ phần Skyway, để cho người ta sở hữu. Người ta sẽ nói với anh chị em là đừng đầu tư Skyway, Skyway là đa cấp lừa đảo. Để sao? Để người ta lén lút đi người ta đầu tư cổ phần đấy. Nên là tỉnh táo lên nha anh chị em. Anh mới nhanh bảo là dịch thì chưa đến bao giờ hết, nhưng mà cổ phần Skyway thì chuẩn bị đến ngày hết anh tiết nhé. Nên là các cổ đông chúng ta hãy cứ nhanh tay sở hữu thêm nhiều cổ phần Skyway thôi. Vâng, chính xác luôn. Trước khi một tập đoàn tiềm năng niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thì đấy là cái thời điểm mà anh chị em nên nắm giữ cổ phần nhiều nhất có thể. Và cổ phần thì càng sơ khai càng tốt nha anh chị em, càng sơ khai càng tốt. Chị Thúy Hằng, hello chị Thúy Hằng. Chị Hương Đặng bảo là đúng vậy, Skyway là quá tuyệt vời. Chị Hương Đặng là con trai con gái là nắm cổ phần Skyway là sung sướng quá là gì nữa đúng không? Con trai rất là đẹp trai, tài giỏi, nhiều cổ phần. Em Quang Minh Vũ bảo là hello em Linh hôm nay xinh quá. Ồ thế là anh. Em hôm nay em đang bị lòi mắt ra đây này. Vì sao? Là vì cả ngày hôm nay là hỗ trợ anh chị em đến lòi cả mắt ra, chưa được nghỉ ngơi. Đó.
Bởi vì sao? Bởi vì là sắp hết cổ phần rồi, nên là anh chị em vào gói rất là nhiều. Thứ nhất là vào gói nhiều, và cái thứ hai là phải thường xuyên cập nhật thông tin cho anh chị em nữa, để anh chị em biết được rằng là tập đoàn mình phát triển như nào, thế giới nhắc đến mình như thế nào. Đấy, để mình biết, để mà mình đầu tư, đúng không? Vâng, quay lại cái chiến lược của chúng ta là bắt giặc phải bắt vua. Thế thì anh chị em thấy được rằng là trong cái lĩnh vực giao thông vận tải thì ông nào đang là vua trong lĩnh vực giao thông vận tải? Đầu tư vào ông nào thì sẽ thắng? Linh chưa nói đâu, Linh chưa nói xa, mà Linh mới chỉ xét trong cái lĩnh vực giao thông vận tải mà thôi. Có những anh chị em thì đã đi ra bên ngoài và được trải nghiệm rất là nhiều những cái mô hình giao thông mới ở trên thế giới. Thì anh chị em bảo là ở bên Nhật có tàu 600 km/h, rồi thì tàu 300 km/h, đúng không? Vâng, nhưng tại sao mà nó lại chưa trở thành thiên hạ đệ nhất giao thông? Hay là loại hình 1200 km/h của Hyperloop, tại sao lại chưa trở thành thiên hạ đệ nhất giao thông? Thế thì cái thứ nhất là chi phí của ông quá cao. Chi phí quá là cao thì sẽ không thể nào mà mở rộng được quy mô. Quốc gia nghèo làm sao họ xây được, đúng không? Đấy, làm sao mà xây dựng được? Thì xếp theo những cái tiêu chuẩn của những cái tính chất mà công nghệ của chúng ta, công nghệ scale của chúng ta thông minh, sử dụng trí tuệ thông minh nhân tạo 4.0, tốc độ đi đầu, đấy, an toàn đi đầu, xây dựng nhanh, chi phí giảm từ 5 đến 20 lần, gọi là siêu sao giảm rồi đấy, gọi là rẻ, gần như là rẻ bậc nhất nhì đấy. Đấy, không gây hại cho môi trường, xây dựng trong mọi địa hình, đúng không? Thế thì ông xứng đáng là vua trong thế giới vận tải. Và khi đầu tư mà nắm cổ phần của một đơn vị, của một tập đoàn như thế, thì chúng ta sẽ có cái phần trăm thắng rất là lớn. Hello chị Hoàng Nga. Chúng ta sẽ có cái phần trăm thắng rất là lớn. Đấy, nên là anh chị em là trong cái lĩnh vực này thì ông ấy lại còn đi đầu nữa. Xét về cái luật marketing ấy, đây, anh chị em có thể tham khảo quyển này, 22 quy luật bất biến trong marketing. Thì nó có cái là quy luật tiên phong. Quy luật tiên phong thì ông Skyway là cái ông mà tiên phong trong cái lĩnh vực là giao thông vận tải cấp độ 2, phát triển công nghệ rất là tuyệt vời và rất là phù hợp với cái hướng đi của thế giới, phù hợp với lại cái xu hướng phát triển của thế giới, đúng không anh chị em? Thông minh không người lái, đấy, quy luật tiên phong. Rồi làm sao nữa? Quy luật 1 là quy luật tiên phong, quy luật 2 là quy luật chủng loại. Thì trong cái chủng loại mà giao thông cấp độ 2 đấy, thì là ông nào là ông mà nắm cái ưu thế, ông Skyway chứ còn ông nào. Quy luật thứ ba đó là cái quy luật ghi nhớ. Thế thì Linh thấy là những cái thương hiệu kia ấy, những cái tàu, ví dụ như tàu ở bên Nhật Bản hay là ở những nước khác, hay là cũng có giao thông cấp độ 2, nhưng mà thực sự ấy là nó chưa thể tạo được một cái tiếng vang mà nó có thể ghi sâu vào đầu khách hàng, ghi sâu vào đầu khách hàng được. Quy luật ghi nhớ là người ta sẽ nhớ đến bạn bằng một cái cụm từ nó rất là dễ nhớ, ông Skyway, đúng không? Đây, công nghệ Skyway rất là dễ nhớ. Xin chào Tây Hà xinh đẹp nhé. Quy luật ghi nhớ đấy, bạn cần phải giành được chỗ đứng trong tâm trí khách hàng trước khi giành được chỗ đứng trong thị trường. Bạn cần giành được chỗ đứng trong tâm trí của khách hàng trước khi giành được chỗ đứng trên thị trường. Thì Skyway gọi vốn cộng đồng cũng chính là để giành được chỗ đứng trong
tâm trí khách hàng trước khi mà giành được chỗ đứng trên thị trường. Nên là anh chị em ạ, kinh doanh nó nhiều chiến thuật lắm, nhiều chiến thuật vô cùng tận luôn. Và cái chiến thuật đầu tư của chúng ta là cái chiến thuật bắt giặc phải bắt vua. Khi mà mình đầu tư một cái lĩnh vực là mình phải biết được rằng à, trong lĩnh vực này ông nào là vua, ông nào là đang là vua trong thế giới vận tải, trong thế giới vận tải giao thông thông minh 4.0. ông nào đang là vua thì mình đầu tư vào ông đấy, mình nắm cổ phần của ông đấy, tức là mình thắng đấy. Và khi mà Linh đọc và nghiên cứu về những cái quy luật liên quan đến marketing ấy, thì là nó rất là phù hợp, nó rất là phù hợp. Khi mà áp vào ông Skyway thì ông Skyway có rất là nhiều những cái yếu tố để mà thành công, lĩnh vực của mình. Đấy là bắt giặc phải bắt vua. Đầu tư là đầu tư để thắng chứ không phải là đầu tư để thu hồi vốn. Đầu tư đầu trong thế giới giao thông vận tải thì phải đầu tư vào cái lĩnh vực đầu tư vào ông nào là thiên hạ đệ nhất giao thông. Mình vừa phân tích cho anh chị em rồi đúng không? Đấy, những ưu thế vượt trội như thế. Hôm nay mệt quá. Có lẽ là Linh sẽ phải dừng live stream ở đây. Bởi vì là thông tin mới thì Linh cũng đã đưa cho anh chị em rồi. Và Linh cũng đã phân tích cho anh chị em để anh chị em nhìn nhận được là giao thông Skyway nó như thế nào, nó như thế nào rồi. Thì anh chị em có thể nhá, anh chị em có thể là xem xét để đầu tư trước ngày 21 tháng 6. Hôm nay là ngày 15 rồi, chúng ta sẽ chỉ còn một ít những ngày nữa thôi để chúng ta đầu tư. Thì khuyên anh chị em nên đầu tư trước ngày 21 tháng 6, là bởi vì đến ngày 22 chúng ta chuyển giai đoạn nhá, không phải là hết phiếu nhân đôi mà chúng ta là chuyển giai đoạn, tức là cùng một lượng tiền nhưng mà chúng ta sẽ đầu tư được ít cổ phần hơn. Có phiếu nhân đôi nhân lên thì nó cũng vẫn được ít cổ phần hơn. Cô Nguyễn Hợp bảo là nay nắng quá mệt là phải thôi con gái ơi. Cô Nguyễn Hợp bảo từ sáng giờ con chưa được hạt cơm nào vào bụng cô ạ, toàn phải rau cháo qua ngày thôi. Chứ làm gì cũng được ăn uống đầy đủ như anh chị em. Thế anh chị em thấy chưa? Toàn phải mua cháo với lại mì gói về ăn thôi. Chứ làm gì có được ăn cơm, ăn nước đầy đủ như anh chị em đâu. Cả ngày không được hột cơm nào vào bụng. Sáng ăn cháo, chưa ăn linh tinh, tối thì là còn chưa được ăn gì. Khoai sắn qua ngày, khoai sắn còn chả có, khoai còn chưa kịp gọt để mà ăn. Ok thôi rồi, hôm đã chơi với anh chị em đến thế thôi. Và những cái gì, những cái nội dung chính thì Linh đã nói hết với anh chị em rồi. Nhưng anh chị em vào sau thì chúng ta là có thể xem lại nội dung thông tin từ đầu nhé. Và nhớ là kích vào những cái link thông tin để xem, để kiểm chứng xem là Linh nói có chuẩn hay không. Chú Nguyễn Giáp cho bảo là triệu phú là phải thế. Ôi giời ơi, làm gì có cái triệu phú nào mà cứ phải ăn rau cháo qua ngày à chú. Chỉ có cái thể loại triệu phú mà lười nấu ăn như cháu thì là mới rau cháo qua ngày thôi chú ạ. Lần nào đi Vinmart là cũng phải mua rất là nhiều cháo ơ, mì tôm ơ, rồi là tất cả những cái gì mà ăn sẵn ơ để ăn, bởi vì là không biết nấu cơm đấy. Chú thấy sung sướng chưa, không biết nấu cơm để mà ăn. Ok, xin chào tất cả anh chị em, xin chào tất cả cô chú.
Cảm ơn tất cả anh chị em và cô chú đã tham gia livestream của Linh. Sự có mặt của anh chị em và cô chú là nguồn động viên lớn và cũng là động lực chính để cho Linh cố gắng. Hẹn gặp lại anh chị em và cô chú vào buổi tối ngày mai cùng những thông tin nhanh nhất, mới nhất được cập nhật từ phía tập đoàn Skyway. Xin chào và hẹn gặp lại chúng ta trong buổi tối ngày mai. Chúc tất cả anh chị em càng ngày càng nhiều tiền, nhiều tài sản nhá. Nhanh chóng nắm giữ nhiều cổ phần Skyway nhá.